Ngọc Lan cũng thế. Rồi chị ra kính dân mạng và giờ đây chúng con tụ tập nhau để hát mừng birthday của mẹ. Giờ đây em ơi, nhất cả đời con tấm lòng khiêm cung ước muốn nhiên dân. Giờ đây em ơi, nhất cả đời con hết tình con xin kính dâng sáng vàng tan.
mẹ hết lòng mà thôi. Happy birthday mẹ Maria. Tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ, tạ ơn thánh cả Lisa cho chúng con một ngày chủ nhật thật vui, thật ấm cúng. Chúng con xin dâng tất cả các anh chị trong đường dây hai ngày kinh con cô và kinh mẹ phù giúp cho chúng con và kinh mẹ cho thế giới mau chóng hòa bình, đừng chém giết lẫn nhau và cho cuộc bầu cử năm nay được tốt đẹp, đừng có gian lận. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Nhỏ lên hát hay lắm, lúc này như vậy nghe được tiếng của chị hát mình bay rồi. Chị nghe em hát bài chị. Em chị hát vậy ai hát lại gì? Em hát lại chị đó. Không có đâu. Chị đâu có chị đang cũng sử dụng. Chị có nghe đúng rồi đó. Nếu mà cái câu này mà chị một con cũng là không hay đến hát lại thì mình mất cái chị kêu á là hát cho ai cũng sợ hết cái mình như con né. Không, Thảo ơi, Thảo em hát lại có chị ngược của em đó. Chị nói trời ơi, mà hát cái giọng dễ thương, mà hay, mà nhạc cũng hay. Em đang đứng ngoài định mà em cũng mình thôi nghe chị hát trước em cũng thích bắt ngồi. Thì ca đoàn của đức mẹ là ai hát cũng hay hết đó. Không, dạ, cũng là em hát. Bây giờ em hát đây cũng bằng hay hát em ơi. Đúng rồi, mời em hát cho thiếu với mẹ. Dạ, ca cùng mẹ. Hôm nay Maria hạnh nữa biết quay anh muốn hát một lần nữa không? Anh đi hát cho đức mẹ một bài nữa ha. Đồng chí các anh chị khi chờ đợi nha, coi như sẵn sàng nha. Cái bấm con xích. Hello, hạnh biết quay mở hát đầu sinh nhật cho mẹ. Đâu có hát bây giờ không? Được vượt lên gần trên 30 người đó. Chị Hạnh ơi, chị Hạnh hát cho em, tụi em nghe đi, tại em không để em không được nghe chị Hạnh hát. Nghe chị Hạnh hát chồng về nhiều lần nhưng mà chưa có nghe chị hát riêng một mình. Bây giờ chị hát cho tụi em nghe đi, mấy người đến trễ á. Cảm ơn chị. Hình như là chị Hạnh bị chị nghe anh lên cái điện. Rồi nghe rồi, nghe rồi, anh lên đi, À, dạ, em chào anh, chào các anh chị. Em thấy mấy chị hát hay quá mà em ngồi em nghe mà em nổi cho da gà luôn đó mấy chị ơi. Bây giờ đi hát lại bài sinh nhật cho đức mẹ đi. Hay quá thì còn không quá bạch cắt. Bài hồi nãy thấy là chị Hương. Mấy người thấy dùng bao nhiêu người, mấy người vô sâu muốn nghe gì anh? Họ muốn nghe em hát bài bản đó đi. Rồi hát thêm bản nữa cũng được, đâu sao đâu. Hát sinh nhật cho đức mẹ là ý nghĩa chính của đức mẹ hôm nay mà. À vậy hả, thì để hát rồi hát tặng nữa hả chị? Bây giờ nếu mà không, em hát tặng thì không hát tặng hát được chị. Không, không, bây giờ em hát tặng hát được cuối. Cuối cùng em hát bài đó đi chị ơi, chưa nghe được chị hát bài đó. Chưa nghe được chị hát bài đi. Rồi đây là cái nhạc cũng hay mà chị chưa bao giờ chị nghe cái bản nhạc đấy. Nhiều tay cách điện thoại đưa em. Dạ, để cho em hát lại bài này nha. Ngày xưa sống dương gian chìm trong tội tình, thì đây chưa tên một đấng ngự trị. Một người nữ cũng vẫn tràn đầy tin đấng cứu độ trần gian, giải thoát hết bao tội đời. Xin cho con được luôn chung thành khó khăn, nên yêu mẹ thương đời là đời của con. Mẹ ơi, chúng con đây mừng sinh nhật mẹ. Mẹ ơi, đến lấy chi vậy tỏ tâm tình, vì đến con đã bao mùa rồi, nổi trôi giữa nơi mù phơi. Mẹ đến rất đưa dịu con về chốn cung.
mình ngàn đời. Xin cho con được luôn trong lòng vô thân. Để yêu mẹ suốt đời là đời của con. Giờ đây với bao nhiêu sầu khổ trong lòng,